À, thưa anh chị em, có những người bên Mỹ họ được ơn nhưng mà họ không về được, họ viết thư, họ nhờ những người bạn ở Việt Nam để làm chứng cho lòng Chúa thương xót, để cho chúng ta thấy rằng Chúa không chỉ cứu những người đến đây mà còn cả những người Việt Nam không đến được ở nước ngoài. Không những vậy mà còn cả những người ngoại quốc, mặc dù cái người ngoại quốc họ nghe máy, họ có hiểu hết được hết không? Không. Và người ngoại quốc họ biết giáo điểm tin mừng không? Không. Nhưng mà nhờ lời cầu nguyện của chúng ta mà những người Mỹ ấy, những người ngoại quốc ấy, họ cũng được ơn nơi lòng Chúa thương xót. Đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Còn con được cái gì chia sẻ cho mọi người? À, con xin chào cha, xin chào cộng đoàn ạ. Con tên là Nguyễn Thị Kim Liên, con ở ngoài Bắc ạ, con ở giáo phận Bắc Ninh. Con thưa cha là con đã bỏ Chúa 21 năm. Bỏ Chúa 21 năm, hôm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 38 tuổi. 38 tuổi, 21 năm bỏ Chúa, vậy là con bỏ Chúa từ năm 17 tuổi, lúc tuổi 17 trẻ gãy sừng trâu, đúng không? Con là người có tội. Ông nội con thì là một ông trùm của nhà thờ. Bố con thì bây giờ vẫn đang làm kéo chuông nhà thờ ấy ạ. Cũng như là cầm lọng cho cha hàng ngày. Nhưng mà con là người có tội, con đi ra ngoài học hành cũng như là đi làm. Khi con theo chồng con thì là con cũng không có quay trở về với Chúa, con xưng tội mà cũng không có. Con đi lễ, con chỉ là đi để mà cho bố mẹ con vui thôi khi con về nhà. Còn khi con ăn cơm con không có đọc kinh hết. Đi về lấy chồng thì con rất là có tội, là con hay đi xem bói. Vậy nên là khi mà đến năm 2008 là con quay trở về là được làm phép tha để vợ chồng con làm cái lễ cưới ạ. Thế nhưng mà con chỉ xưng tội thôi, xưng tội để mà làm phép tha, nhưng trong lòng con vẫn không quay về đi nhà thờ với Chúa. Hàng ngày con vẫn đi thờ, thế nhưng con không có cái suy nghĩ là con về nhà để mà con tĩnh tâm được. Con là người có tội như vậy. Đến năm 2016, cách đây 2 năm, con bị một cái bệnh hiểm nghèo rất là nặng. Con bị băng huyết mà vào viện là bác sĩ không có cô cầm được máu, cũng không có nghĩa là chỉ là chết thôi. Thế nhưng bố mẹ con luôn luôn gọi điện đến là nói với chồng con ngoại đạo, chồng con là người bên lương ạ. Thế nhưng chồng con thì luôn cho vợ đi Noel với đi chở đi, nhưng mà con tâm niệm của con chỉ là đi lễ thôi, chứ con nói thật là con có tội là như vậy. Thì khi bố mẹ con bảo là mẹ vẫn đang xin khấn cho con, bố mẹ cứ yên tâm, mẹ luôn xin khấn sáng, mẹ đi thờ, mẹ từ 4 giờ bố mẹ đánh chuông là mẹ đã ở bên nhà thờ nguyện rồi, 12 giờ bố đánh chuông mẹ cũng ở nhà thờ, đến 7 giờ tối bố đánh chuông mẹ cũng ở bên này, cho đến 9 giờ con cứ yên tâm là vợ con sẽ qua khỏi. Thì con bị cấp cứu từ 4 giờ chiều thì đến 9 giờ sáng hôm sau con tỉnh lại, thì con nghe lại như vậy, đấy là một ơn con. Hallelujah. Nhưng mà khi được ơn như vậy, được ơn cứu sống với căn bệnh băng huyết như vậy, con đã thực sự quay trở về với Chúa chưa? Dạ, con vẫn chưa ạ. Con tất cả chỉ tất cả chỉ tất cả chỉ rồi nó cũng sẽ lại quay về mà nào, rồi vẫn chưa quay về rồi sao nữa con? Đấy là con nói sự thực là con có tội. Khi mà từ khi đó mà con biết đến cha là con xem ở trên YouTube ạ, là nghe cha giảng, cũng như là hàng ngày con được bố mẹ con gọi điện là con ơi, con hãy quay về với Chúa. Bố mẹ con thì nhà thờ ngay sát nhà thờ và bố con là người hàng ngày vẫn cầm lặng cho cha. Thế nhưng mà con công việc bên ngoài thì con cứ xem bói, con cứ đi theo gia đình nhà chồng, là con kể cả những lễ dài hạn, như đến năm nay là một năm con đã quay về với Chúa. Và ngày đúng một tháng trước là ngày mùng 5 con bay vào trong giáo điểm tin mừng, con cùng một người bạn gái của con là từ khi nhỏ đến bây giờ là luôn theo sát con và khuyên con là đi vào cùng, đó là bạn con đi cùng với con 5 ngày về giáo điểm tin
linh và con đã được xưng tội chịu lễ và trong một tháng. À, con còn có một bệnh nữa là đấy, sau khi con xưng tội sau con nhẹ nhàng mà con mất ngủ nhiều lắm chạ. Con mất ngủ, con đau đầu. Khi con vào trong này xong thì mấy hôm đó nắng con không có chịu được, con hoa mắt mà vậy mà con đêm vẫn cứ ngủ say luôn. Đấy là được ơn Chúa, được lòng thương xót Chúa mà con đã nhận được. Với Hallelujah. Thưa chị em, một người 21 năm bỏ Chúa, một người bị bệnh băng huyết, một người bị bệnh đau đầu, một người bị bệnh mất ngủ. Và con thêm một ơn nữa là cách đây 6 tháng con có đi khám là con bị cái u thanh quản mà con không có nói được. Việc của con là nói trước con là một người giảng dạy cho học sinh. Thì con giáo viên hay là giảng viên? Con chỉ là giáo viên trong tiếng Nhật thôi ạ. Vậy nên là con cũng phải nói và cũng phải giao tiếp, nhưng mà con cứ nói nhiều một chút là con bị mất tiếng luôn. Thế nhưng mà con cũng mới kiểm tra con có tế bào lạ và con đã dùng thuốc đang được 2 lần rồi. Thế nhưng mà hôm thứ 2 tuần trước con về bệnh viện khám là bác sĩ chỉ nói một câu, từ cái ngày con bị là bố mẹ con luôn gửi tin nhắn cho cha và cầu nguyện cho con. Thế nhưng mà con cũng thâm tâm con thì chỉ biết là vâng, hôm nay con gửi tiền đi cho mẹ, thì con nói thật là như vậy. Thế nhưng mà giờ đây hôm thứ 2 con khám là bác sĩ đã nói là cũng không nghĩ rằng là sao lại cái phần trăm xuất sắc nó lại khỏi như vậy, khỏi được không khỏi, nhưng mà bây giờ trong cái tế bào lạ của con không có, con còn thấy mệt, tự sốt. Trước khi con vào giáo điểm là hôm mùng 5 có con sốt rất là nhiều, con béo có 72 cân, bao nhiêu ký? 72 ký đó. Thì con sốt nhiều quá, con sút cân xong con uống rất là nhiều. Khi con vào giáo điểm từ hôm đó đến giờ con rất là khỏe, giờ chỉ còn 65 cân mà người con không có tích nước nữa. Con hôm nay con đến là được xin được tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn, xin cảm tạ Chúa. Giờ con đã quay về với Chúa chưa? Giờ đây con sẽ quay đã. Quay về với Chúa chưa? Quay về với Chúa. Quay về với Chúa chưa? Dạ, rồi. Quay về với Chúa chưa? Rồi ạ. Hallelujah. Hallelujah. Thưa chị em, một cô giáo dạy tiếng Nhật mà cái thanh quản nó bị hư thì còn dạy dỗ gì được. Một người phụ nữ mình bị bệnh băng huyết, một người mình bị mất ngủ, một người thì bị đau đầu, và nhất là một người cứng đầu, phải nói dùng chữ cứng đầu, quá sức cứng, đúng không? Không phải là cối đau đầu mà cối cứng đầu. Cối là người suy lý, là người chỉ có làm cho nó làm mà thôi, chứ còn không có từ trong trái tim. Nghĩ như vậy thôi, nhưng mà trái tim chưa rung, chưa cảm. Có những người đến với lòng Chúa thương xót chỉ là đến bằng cái đầu, hoặc chỉ đến bằng cái thân xác thôi, còn trái tim vẫn còn xa lìa lòng Chúa thương xót. Hôm nay người chị em này đến với lòng Chúa thương xót mới thực sự là đến bằng trái tim. Còn suốt bao nhiêu năm trời, suốt mấy chục năm trời cô ấy bỏ Chúa, rồi cô có xin làm phép tha, cô có đi xin tội cũng chỉ là để làm đám cưới, làm lễ cưới mà thôi, chứ cô chả tin gì. Mà cô đã đến tất đây, quê con là ở? Con ở Phú Thọ, mà con nghe tin con được sức khỏe như vậy cái con đặt vé bay là đêm chủ nhật con bay vào đây luôn. Mấy ngày từ Phú Thọ mà cô bay vào đây 2000 cây số để chỉ việc cái việc là xưng tội thôi. Một mình bay vào đây mà ở trong cái nhà trọ nó rất là thiếu thốn mọi cái phương tiện. Ở nhà cô thì đầy đủ mọi phương tiện, còn đến đây thì rất là thiếu thốn sức ca hộ ấy. Vậy mà Chúa lại chữa cho cô tất cả những căn bệnh mà ngày xưa cô có đủ mọi phương tiện cô không làm được, còn bây giờ thì Chúa làm được. Mà Chúa làm cái điều quan trọng nhất là biến đổi được cái đầu của cô ấy, từ cái đầu đến trái tim, bây giờ là tâm phục khẩu phục. Trước giờ chỉ là khẩu phục, nói miệng thôi, tâm không phục, đúng không? Dạ. Đúng không? Vâng. Bây giờ tiếng Nhật nói tạ ơn Chúa sao con có biết không? Dạ, con biết đó. Biết không? Cho nên người ta dạy tiếng Nhật đủ thứ mà mỗi chữ tạ ơn Chúa người ta không biết. Đây ta tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con đi về ngoài đó con loan truyền làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Con đi dạy cho những người ta tiếng Nhật. Nhưng mà đừng quên rằng trong lúc dạy hãy cho
họ biết, họ nghe, họ nói về lòng Chúa thương xót. Đây là kết quả giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa. Chúa mình tôi tặng cho con nắm chặt lấy Chúa và đừng bao giờ cứng lòng nữa, mà hãy tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Tất cả chỉ ý đầu thôi, dù cô có cứng lòng mấy chục năm đi nữa thì cũng chỉ ý đầu, dù cô có ngoan cố có lý luận với Chúa mấy đi nữa thì cũng chỉ ý đầu, dù có bao nhiêu người ngày hôm nay không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì tất cả cũng chỉ ý đầu, tất cả cũng chỉ ý đầu, vì lòng thương xót Chúa không phải là chỉ ý đầu. Lòng thương xót Chúa không phải là chỉ ý đầu. Mà là mãi mãi, mà là mãi mãi. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm cái quạt trên tay, cầm cái quạt, anh chị em mà.